Trong bối cảnh chủ trương tự chủ đối với lĩnh vực giáo dục đang được triển khai quyết liệt, việc đổi mới phương thức giảng dạy ngoại ngữ tại các trường học tại Việt Nam là yêu cầu tất yếu. Nó trở thành nhiệm vụ thường xuyên của giáo viên nhằm giúp người học tăng sự hứng thú học tập, tăng tính tự chủ trong học tập và tự chủ trong nghiên cứu. Hơn nữa, với những bước tiến của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nhiều mặt trong đời sống của xã hội cũng như thói quen của mọi người cũng đã và đang thay đổi, trong đó có hoạt động dạy và học. Đối với giảng dạy tiếng Nhật, hình thức dạy học truyền thống không thể thực hiện được. Các cơ sở giáo dục đã và đang tích cực áp dụng các hình thức dạy và học mới như đang được nâng lên, e-learning và nhận được nhiều tín hiệu tích cực. Đến với tiểu ban 19, các thầy cô có thể tiếp cận được với nhiều nội dung báo cáo phong phú đa dạng liên quan đến giảng dạy tiếng Nhật. Với 18 chủ đề báo cáo với nhiều màu sắc khác nhau, mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn giảng dạy, các thầy cô đến từ khoa tiếng Nhật, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Việt Nhật sẽ chia sẻ cho người nghe những kết quả nghiên cứu về lĩnh vực phân tích giáo trình, áp dụng các phương pháp giảng dạy mới trong thời đại 4.0, ứng dụng công nghệ trong dạy học, kiểm tra đánh giá người học. Tôi tin chắc rằng tiểu ban 19 sẽ là một địa chỉ đầy hứa hẹn để các thầy cô có thể trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết về học thuật cũng như những kiến thức và kỹ năng giảng dạy ngoại ngữ thực tế trong thời đại 4.0 hiện nay.